Chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Em không sai, chúng ta sai của Eric nhé. Let's go. Đối với đoạn đầu tiên mình sẽ đếm nhịp như sau: 5, 6, 7, 8 và 1 2, 3, 4 5 và 6 và 7 và 8 và 1 2, 3, 4. Bây giờ thì mình sẽ giải thích chi tiết đường tắt cho mọi người. Đầu tiên, tay phải của mình chỉ vào đầu cho mình 2 lần, sau đó vung ra, đúng không? Khi làm như thế này thì mọi người giữ người lên trước như thế này, đó, vung thì người xoay theo tay. Tiếp theo, mở bàn tay trái, chân phải phía trên, chạm chân vào mũi nha. Sau đó này, ngồi di chuyển gót ra vào như thế này cho mình. Khi gót lên thì đi chân hông, gót về thì muốn lên, đó, được chưa? Tương tự thêm một lớp tay này cho mình, vỗ một và đây. Tương tự kết hợp với chân vỗ như sau: ra và ra. Tiếp theo chân vẫn ra như thế này, vung cho mình tay, tay phải của người xoay đầu như thế này và sau đó hạ xuống, chỉ dùng ngón tay thôi. Thử lại nhá, kết hợp cả chân cả tay như sau: mở ta 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 e ta e, đẩy về lên xuống tay và kết thúc. Tiếp theo đến đoạn thứ hai thì mình sẽ đếm cho các bạn như sau này: 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1. Lại tương tự thôi, mình sẽ giải thích tương tác cho các bạn. Đây, khi mọi người dừng động tác trước ở đây đúng không? Bây giờ mọi người bước chân bên trái sang và nhún tay sẽ như thế này nhá, mở và vòng xuống. Thử lại này: 1 này, 2 này, 3 này, 4 lần. Sang trái và nhún. Tiếp theo mình đưa chéo chân trái lên trước mình như thế này, rồi giờ xoay từ phải qua trái và hai tay xoay đầu về đây, sau đó chụm chân trái, vung chân phải lên, đánh hai tay vào, người sẽ xoay về sau thế này. Thử lại nhá, xoay tay đúng không, vung lên và nha, về như này. Thử lại này, xoay xoay đầu ê vung. Tiếp theo, bước chân trái lên, tay mở và nhún. Thử lại nhá, ra này, ra. Sau đó, mình hai tay như thế này. Tiếp theo, uốn hông, nhấc, uốn, nhấc. Kết thúc. Tiếp theo, người chân phải, tay vòng, dừng. Đến đoạn thứ ba nha, nhịp, 5, 6, 7 và 8 1, 2, 3, 4 5 và 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 và 8. Chi tiết từ động tác của đoạn thứ 3 sẽ như sau. Động tác trước mình nói ra dừng đây đúng không? Bây giờ mình chú ý đến tay của mình ạ. Mở, nghe ra cờ lên ngón trỏ thế này và gập vào mình trái tim. Tiếp theo mọi người hai tay đặt và rơi xuống như này. Tiếp theo sau khi tim tan vỡ thì mọi người sẽ xuống đi, mọi người có thể xoay một vòng 7-8, mọi người xoay một vòng, mọi người làm những kích thích cho mọi người cho mình nhá. Sau đó bật nhảy chân về lại như này. Tiếp theo chụp bằng mũi chân, đưa đầu gối vào, ra, đưa vào. Khi một người đưa đầu gối vào thì nhún, nhún này,
luôn, đưa ra, kéo về và kéo về hai lần. Thì chân thế nào cũng cắt trước không? Kéo vào, kéo vào. Tiếp theo là dẫn phải, nhún trái và về. Thử lại cho mình nhá. Dừng, mở ngang, ngón trỏ, thái đi, bung ra, freestyle hai lần. Tiếp theo kì và vào ba lần, kéo hai và lật trái lên. Bây giờ thì đến lần thứ tư, năm sáu và bảy và tám và một hai ba bốn năm từ bảy và tám một hai ba bốn năm sáu và bảy tám một hai ba bốn. Ok, chi tiết động tác của đoạn cuối như sau. Sau khi mọi người hoàn thành xong thế này, về thẳng đó, mọi người về dáng như mình, tay phải để từ tay trái đưa lên tiểu thể. Tiếp theo tiến chân phải trước, tiến đứng lùi trái bước. Sau đó này xoay cho mình cái chuyển tay phải lên như thế này, tương tự tay trái và sau đó đổi qua đây. Thử lại nhé, chân thẳng này đúng không? Xoay xoay và đứng đúng không? Mọi người làm sao mình sẽ tập cái này đúng không? Sau đó mọi người làm sóng cho mình hai lần tại chỗ. Tiếp theo dẫn chân trái phải trái hoặc ngược lại, thì mọi người lúc này mọi người sẽ feel như thế nào ấy, thì tùy chân mình. Làm đây không sóng sóng để chân phải trước hả, đọc mình tại chỗ được chưa? Chỉ khác này, hai lần hai nhịp tay trên và hai nhịp tay chỉ ở điện mình và đúng nhạc là sẽ mỉm cười gì đó là nhá. Quấn sáu và đập dập xuống ngã. Tiếp theo mình nhảy chéo chân lên phải trên rồi mình xoay trái này, hai tay sẽ gần nhau như thế này, dừng lại đó. Giống như mình phải bắt bắt lại sẽ bắt mười cái thứ ba luôn nha. Đó, vừa rồi thì mình đã hướng dẫn mọi người các động tác chi tiết của bài em không sao chúng ta sao của Eric rồi. Thì mình rất mong là mọi người sẽ hoàn thành và tập nhanh chóng được cái bài hát này để mọi người quay clip đang hot trend. Bye bye.